Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại nhà ông bà cụ làm cơm mà em Tài thì đi sau. Thắng đã bảo em là mua cái điện để kéo cho nhà ông bà. Đấy. Hôm nay thì ông bà cũng có các con cháu về vui cùng nữa. Mới cả qua đây thì hôm qua các bác biết là Thắng quay cái video này. Video cũng ở nhà bà cụ buổi chiều hôm qua thì tối hôm qua thì nói thật các bác là Thắng đang ăn cơm ở chỗ văn phòng ấy. Mấy anh em thì Thắng bị rất nhiều người gọi điện điện thoại nói là Thắng xây cái nhà nó xấu rồi là cái này cái kia. Thực sự là Thắng tâm sự một chút với cả các cô các bác. Bây giờ nhà ông bà ở cái lều bên kia, qua bên cái cánh ruộng này, tràn ruộng này, thì tâm sự thế này. Thì khi Thắng quay ngôi nhà của ông bà ở bên đó thì Thắng đã làm một ngôi nhà ở trong này nữa. Đi vào đây khoảng tầm độ 4 cây, 5 cây, đi sâu vào trong cái rừng này. Đấy, đi xe máy được. Và có một bà cụ ở trong đó thì Thắng làm cái nhà ở trong đó cho bà cụ, là cái số tiền của anh hai ở miền Nam anh ấy giúp đỡ là 14 triệu mấy trăm ấy. Thì các bác biết là thì sau đó thì cô Võ Thành Công có nói với Thắng rằng là Thắng ơi, giúp hộ cô cho ông bà một ngôi nhà gỗ như vậy, kiểu như vậy đó. Thì Thắng nhất trí là sẽ làm để bảo trưởng thôn và các anh ở đây. Và khi đó thì cô hỏi bảo bao nhiêu tiền thì Thắng cũng nói rằng rất là vô tư đó. Thắng nói rằng khoảng là như nhà của anh hai giúp ấy thì là chưa đến 15 triệu, thì nhà này cả nếu mà chặt gỗ để làm ra đó thì nó chỉ khoảng rơi vào 18 triệu thôi. Đó, thì khi về đến đây thì cô Võ Thành Công có chuyển cho Thắng nữa là cả tiền để mua giường là 21 triệu. Mua giường, mua chiếu và mua gối đầu, gối viếc ấy. Nhưng mà hôm qua thì Thắng không trích từ cái tiền mua chiếu và gối đầu thì của một cái chị khác giấu tên. Đấy. Hôm nay thì Thắng quay trở lại thì các bác biết là ngôi nhà là Thắng phải thêm cửa thay kiếc rất nhiều thứ nữa. Và cái số tiền thì nó hạn hẹp nên là nó làm chỉ được như vậy thôi. Đó, nên là các cô bác, các chú xem video là không xem hết kỹ từ đầu cái video mà Thắng xuất phát mà để bảo vào để làm nhà ấy. Có thể các bác xem ngang qua, các bác lại điện cho Thắng là so sánh Tất Thắng với cả những cái kênh này kênh kia là làm nhà xấu. Đó. Thì nhà thì cái số tiền nó như nào thì nó hợp với cả nhà như vậy. Còn các bác nhìn trong cả một cái như này mà Thắng đang làm là bảo lúc đầu bảo là 18 triệu là Thắng cũng rất là lo lắng. Các bác biết rằng Thắng cũng đã phải xảy ra bù tiền hơn 7 triệu ở nhà anh thầy thuốc nô ấy. Đó là về cái vấn đề là khi làm ra rồi nó phát sinh, nó vượt lên. Đó, và các nhà hảo tâm họ không gửi tiền nữa. Đấy, nên là các bác cũng phải hiểu rằng là khi mình làm có thể là nó tiền nó như nào thì mình phải làm phù hợp với như vậy. Các bác nhìn thấy là xà sắt xà ghét cũng Thắng lúc đầu bảo mua xà bé xong là phải đổi luôn thành cái xà ống to kia để cho đảm bảo. Thắng bảo nhớ đâu nó sập xuống thì nó chết người, đấy thì ai là người chịu trách nhiệm, đúng không? Đấy, cho nên là Thắng phải làm nó đảm bảo về những cái đó. Nhưng mà các bác bảo bây giờ mười mấy triệu làm sao? Đó, thế nên là khi được giúp được ông bà như này là một cái điều rất là tốt rồi. Đó. Và cái nhà ở ông bà ở bên kia thì các bác biết là nó đã bé tí và sập sệ, bây giờ được ở như này. Đấy. Còn bây giờ mà cứ bảo ở đây cho Thắng 60 triệu, Thắng làm nhà còn đã đẹp lắm rồi, chứ chưa nói rằng đến là 100 triệu. Nên các bác là
đừng so sánh cái nhà 100 triệu mới cả hay là vài chục triệu mới cả cái nhà mười mấy triệu đó, nên là nó rất là khó đấy, nên làm bằng hết cái khả năng trách nhiệm của mình nhé. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy những cái ống sắt này Thắng đã đều phải đổi hết rồi đấy. Những cái xà nhỏ kia là không được, nó cong luôn. Đây là mua thêm cả dây điện đây, 100 mét dây điện đây. Bao tiền hết tất cả đây? 640.000. Đấy, cả bộ ổ cắm ổ gác nữa gì? Ừ. 100 mét à? Đây bây giờ lại còn 8 triệu tiền cái này nữa. Đây răng móng ở đây à? Chưa đo. Ở đây đào hả? Đang kéo thử xem chưa đo. To này á? Vẫn chưa đo đâu. À. Đang kéo thử xem. Chứ còn lúc đầu là làm là nếu mà nó có nhà mà có tiền người ta gửi là nhà vệ sinh ấy, thì lại khác ngay. Thì Thắng lại chẳng hạn là trích luôn một cái cửa ra đây là làm luôn vệ sinh ngay, nhưng bây giờ không thể đập tường đập ấy được nữa. Đó. Các bác là thông cảm cho, nên là toàn là cứ làm được cái này cái là người ta lại giúp thêm cái kia, nên là nó thành chắp vá vào. Nó cũng không thể nào nó bảo nó mỹ mãn được. Ví dụ như một lần luôn đầu tiên là Thắng nhận được 40 triệu hoặc 50 triệu thôi, thì cái nhà ông bà này không phải nói điều với các bác chứ, là vật liệu ở đây là rẻ hơn ở những cái chỗ khác luôn. Đấy. Đây là cộng đấy, còn cái hôm qua nguyên cái cửa này thôi đã là 2,4 triệu rồi. Đấy, hôm qua cái anh đo cửa ấy. Hôm qua cái túi đinh đầu để đóng ấy đâu? Nó hụt xuống dưới kia khoảng thiếu bao nhiêu mét? Đo chưa? Khoảng à? Khoảng tầm 30 mét. Thế đây là mua 100 mét rồi à? 100 mét rồi. Ây da. Thì xà đấy. Bây giờ kéo ông đây cứ đóng vào cái bảng điện đây, xong rồi giật xuống dưới bên kia xem nhân mà nó thiếu bao nhiêu thì lại phi ra ngoài mua. Mở ra ngoài. Bảng điện lắp đây gì? Cho vào đây này. Hả? Ý bà khớp thì còn với cái. Được rồi. Có mua băng dính đen không? Không cần băng dính vào cái này. Hả? Thì có cái thứ bóng được không? Thứ bóng gì? Thứ bóng này. Tôi, các ông làm điện thế thì tôi cũng ngất. Cái cuộn băng dính 10.000 nữa không mua được cái cuộn băng dính. Thế đâu thằng Tủa đâu, về đây bảo nó đi mua thêm một cái ấy nữa. Cái gì? Mua thêm dây nữa. Sao đóng bảng điện đấy? Đang thử xem nó như nào. Cũng thấy để nhiều lúc nhiều còn tủ tiếc rồi những cái thứ để mình kê vào đây nè. Họ ra khỏi nhà cái nó tắt điện này, họ vào nhà cái nó vớn đây là tắt bật điện luôn này. Đấy, tầm đấy. Đun nước kia làm gì thế em ơi? À, một gà đấy này. Con gà này của ai cho nữa? Cái này của ông. Ông có à? Có. Mấy con? Mỗi con này à? Con này nữa. Nhà nhất có mấy con. Anh mua hai con này 6 cân. Tí nữa có quả đau răng à. Hả? Hai con phải yến. Không. Anh chỉ cần quả đau răng này. Ông thắp lửa từ mấy giờ đây? Ông thắp lửa. Vâng.
5 giờ sáng à? Vâng. Hôm qua lắp cái miếng ba lô kia là được rồi đúng không? Vâng. Không bị mưa nữa rồi. Đấy, cái đùn bếp. Đùn. À. Đủ bao nhiêu mét rồi? Hả? Bây giờ là lấy dây. Để thằng Tài nó đi, thằng Tài ngoài nó đi mua ở ngoài kia, bây giờ nó phải phi ra. Này thằng Tài cầm tiền đi, đi chạy ra xem nào. Mà to không được cái này. Phải chạy ăn thôi mà. 30 mét nữa. Chắc chắn không? Bây giờ đi đo luôn xong đi thôi. Chạy đi đo. Ở thì 40 mét nữa đi. Xong là mua cuộn băng dính đen về đây. Làm điện làm nghiếc phải cuốn cái thứ đàng hoàng vào. Chặn bát nhựa nào. Ờ mua cho một cái chặn nữa. Cho một cái chặn nhựa về đây. Cái chặn nhựa 3 tầng loại to nhá. Một thằng đi thôi. Một thằng ở đây để tí nữa hỗ trợ mổ gà. Gọi ông thợ xây vào đây cho nào. Xem thanh toán tiền xem hôm qua như nào. Tôi ngỏ rồi. Nào sao cái bàn này ướt thế nhỉ? Đây phải bảo, này Tủa dọn cái này đi, Tủa ơi. Cháu bỏ cái muối mắm này ra ngoài chỗ kia xong rồi. Tổng tiền vật liệu là 12.365.000 đúng không? Gạch 1.500 viên nhân với giá 2.000 đúng không? Xi 2 tấn, cát xây 2 xe, cát chát 1 xe, đá hộc 1 xe, sắt phi 10 1 cây, plô 30 tấm, 3 cây 7,6 là 3 cái cây tròn này đúng không? 900.000, 2 cây 5V đúng không? À 5 vuông đúng không? 340. Thép dây buộc 3 kg. Ngói nóc 100.000. Tổng cộng là hết 12.365.000 đúng không? 3 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Rồi, ok. Thế còn tiền công xây nữa là bao nhiêu tiền? 8 triệu là 10 mới cả 12 triệu này là đi thành 20 triệu 300 rồi đúng không? 20 triệu 300 cộng mấy cái giường có bút đây không? Dù. Cu về lấy cho chú mượn cái bút. Thằng này bỏ học rồi, liệu có bút nhà không? Nè. Không có thật. Đấy mà. Rồi này đi ra ngoài kia mua luôn cái bút. Nó bỏ học rồi đâu nữa. Này đi ra đây cái bút về đây, mua cái bút về đây. Ra đầu thôn đấy. Đấy vào đây ngồi đi. 8 triệu tiền công nữa đúng không? Đây, tổng là 12 triệu tiền vật liệu, 8 triệu tiền công. À, 2 triệu 200 tiền giường. Đấy. Mấy cái gì nhỉ? Điện này. Hả? Dây điện những thứ ngãy mua là 600 mấy rồi. Cứ gọi là 800. 800.000 tiền điện tiền đấy nữa. Tiền dây điện. Cái gì nữa nhỉ? Hết rồi nhỉ? À, ống nước mua bao tiền? Hỏi nào. Đấy. Mua ống nước hết bao tiền? Mua cái hai cái cửa này làm hết bao tiền? Hai cái cửa ấy này. Các cái cửa tổng có hết 750. 750 hai cái này đúng không? Hai cái này sẽ chuyển vào trong nhà
tắm, nhà vệ sinh. Còn cái cửa đấy, còn cái cửa kia 2 triệu tư nữa, cái cửa chính này 2 triệu 400 nghìn nữa. Đấy. Bây giờ hỏi xem ống nước nữa bao nhiêu. 700 nghìn hai cái cánh cửa gỗ này. Đây, 700. Đấy, cộng hết vào cái mà đi giả tiền thanh toán là biết ngay. Bao nhiêu? 380.000 nữa. Đây anh cộng cho em như nào để xem hết đây là hết bao nhiêu tiền rồi. Tất cả. 12 triệu tiền, 12 triệu 365.000 vật liệu. 12 triệu 365. Tiền vật liệu. 8 triệu tiền công. Cộng 18 triệu tiền công. 20 triệu. Cộng với 800 nghìn tiền dây điện và bảng điện, ổ điện, xích điện. Đây đúng không? 800 đây. Cộng với 2 triệu 2 tiền giường. 2 tiền giường. 2 triệu 400 đấy. 2 triệu 2 tiền cái giường, mua cái giường. Cộng với ấy cả 2 triệu 400 nghìn tiền 400 tiền cửa, tiền cái cửa chính này này. Đúng chưa? 700 nghìn tiền hai cái cửa gỗ của anh. 350 nghìn tiền dây ống nước. Đi 26 triệu 815 nghìn. Bao nhiêu? 26 triệu 815 nghìn. 450.000 tiền công trở nữa. 450k tiền công trở nữa. 27 triệu. Tiền công trở giường ấy. 27 triệu 265.000. À đấy, thế là ok. Cô Võ Thành Công gửi là đến hiện thời điểm hiện tại là thắng nhận được của cô là 27 triệu, tất cả bao gồm kéo nước, dây điện, lắp điện. Đấy, lắp điện, lắp nước đầy đủ hết này. Cái này tính chưa? Thế nào? Bàn này riêng của một người không tính vào. Đấy, và cái bàn này và những cái đồ này hôm qua là nồi nước rồi là mua là hết 1 triệu 2, còn thừa 300 thì đây đang dư đang là thiếu mất 265.000. Thế là vừa tầm nhá, là hết cái số tiền của một cái cô là đây là chỉ còn 8 triệu. Nguyên là để nhà vệ sinh mới tét nước thôi. Đấy. Đấy anh ghi số tiền tổng đây cho em. Đây, tổng số tiền là đã chi là 27 triệu 265 nghìn, bao gồm nhà, công xây, vật liệu ấy, xây nhà này, vật liệu này, rồi là điện, rồi là giường. Đấy, đầy đủ, kéo đường nước về. Đấy, là hết 27 triệu 265 nghìn. Và cái chị giấu tên hôm qua là chị giúp 1 triệu rưỡi nữa là bù cái số lẻ này đó. Hôm qua là thắng mua hết 1.200.000 bao nhiêu nghìn đó. Có quay video rồi. Đấy, còn bây giờ mình sẽ giả trước nhé, cho bạn nhé. Đây là 20 triệu, bạn đếm đi. 20 triệu triệu 4 triệu
6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, đủ chưa? Thiếu 50.000 đúng không? Đây bao nhiêu? Mười mấy triệu chỗ này? Mười chín triệu thì chỉ thiếu 50.000 đợt đây, 50.000 nữa đây, tiền lẻ tí. Ông chịu khó cầm cho nó dày túi nhá. Đấy, đây là bàn giao hết cái số tiền của ông thì nhá. Thế cái tôi hỏi tí, cái nhà vệ sinh với nhà tắm như là như thế nào, liệu có đủ ông 8 triệu tôi mua cái téc nước hả? Téc nước không mua hay là chung với cái 8 triệu kia? Téc nước phải chung với cái 8 triệu kia chứ. Nguyên vật liệu á? Làm gì mà ghê thế? Nguyên tiền vật liệu ở cái nhà này á? Ồ. Bao nhiêu gạch? Bao nhiêu ấy mà? Gạch thì sát là có 500 nữa đấy. Hả? 500 gạch nữa đấy. Cái này. Đâu? Bao nhiêu? Tính tất cả này. Cái gạch 500 viên. 500 viên là 1 triệu rồi. À. Xi là 1 tấn. 1 tấn là mất 1 triệu 2 rồi. À. Cát là đi 850. Ừ. Sắt là đi 300 rồi. Cái bùn đi 200 rồi. Bồ lô nó đi 440.000 rồi. Sỏi này phải lấy một khối là nó rơi tầm 350 đến 400 đây rồi. Sỏi đấy. Sỏi để làm gì? Đủ nắp lên nắp đây. Nắp nền này. Ừ. Đấy nó thế là đây. Đây là 4 triệu mấy? Hết đi tính cả cái cút kiếp các kiểu là đi đây còn chưa tính cút nhá. Đấy tính nguyên cái này. Đấu vào bồn, đấu từ đấy là đi 4 triệu 400 rồi. 4 triệu 400 rồi là tính nguyên cái số. 4 triệu 400 là nguyên tiền vật liệu đấy. Tiền vật liệu đấy. Thế còn đây 200 gì đấy? Đây là tép. Tép tính 2 triệu ấy. Của anh là không biết là mua bao nhiêu. Tép là rồi, đây tép là đang tính tạm thời là 2 triệu đúng không? Tạm thời là 2 triệu. Ừ. Là đi là 6 triệu 3 rồi. 6 triệu 3 mới một. Còn thừa có 1 triệu 7 thôi. 1 triệu 7. Thế tiền công của các ông đang định tính là bao nhiêu? Tiền công cái này khoảng 3 triệu rưỡi. Làm á? Thôi bây giờ này ông cứ làm gọi là lấy công gọi là 3 triệu thôi, gia đình họ đã đào hố kia rồi. Ừ. Nhá. Thế là anh em lấy 3 triệu rưỡi tiền công. Còn đâu được rồi, chấp nhận theo cái số vật liệu này ông cứ mua đi, còn cái téc để tôi xử lý. Xong là còn cái này này. Tất cả cái cút kiếc này còn chưa có nhá. Ừ. 1 triệu 7 này là trừ đi có 500, còn 1 triệu 2 thôi. Còn tiền cút tiền kiếc này nữa đấy, à? Thì nó tính là còn đúng 1 triệu 2. Tiền ống nhựa, ống dẫn đây gì? Ống dẫn nước ấy. Ống dẫn nước thải này nữa. Ống nước vào. Ống
uống nước từ tét xuống nhà tắm nhà vệ sinh này, uống nước từ tét thải từ nhà vệ sinh lại thải xuống dưới nữa, xuống dưới này nữa. Đấy, nó là liên quan những cái này. Chích của các loại. Được rồi, ok, chấp nhận thôi, như này là ok rồi, ông cứ làm đi nhé. Thế là tôi, nếu mà tôi làm thì tôi sẽ phải bù thêm khoảng tầm độ 7-8 triệu nữa, hay khoảng 1 triệu nữa nhỉ? Đây là tôi đang có 8 triệu. Đây còn bây giờ hiện tại là còn tính là còn dư đúng 1.2 triệu. Dư 1.2 triệu thì 3 triệu tiền công, 1.8 triệu nữa đúng không? Được rồi, ok, chấp nhận ông làm đi, làm cho ông bà. Được, ok, cái này trong khả năng của tôi. Nhá, nhất trí với cái số này. Rồi, ok, đây 700.000 của ông Cường, đây tiền cửa ấy đây. Cái cửa nhà vệ sinh nhà ông phải hỗ trợ để lắp nhá, tại vì là không phải nguyên tôi mua cái cửa này ấy đâu, ông phải hỗ trợ lắp cái tiền cái cửa này vệ sinh vệ nước cho ông bà nhá. Đấy. Lấy cái bản lề tiếp đi. Sau phải chắc lấy thì còn đóng hỏng. Nhá. Rồi rồi, ok. Cái này rồi, ok. Bốn bản lề kia là không tính tiền rồi. Ông mua ông lắp vào kia rồi thì thôi nhá. Ông phải đi mua bốn bù cái bốn cái bản lề khác cho vào hai cửa nhà vệ sinh. Được chưa? Thế còn bây giờ còn cái tiền gì chưa bàn giao ở đây nữa không? Còn mỗi 2 triệu rưỡi tiền cửa chính này thôi, để mấy nữa trả thôi đúng không? Còn tiền gì nữa? Dây điện thì trả rồi. Rồi ok, thế là xong. Chỉ còn ok, đấy bạn nhận tiền nhá. Tiền cũng cảm ơn cô Võ Thành Công. Tất cả mạnh thường quân của anh Thắng đây là giúp đỡ đến gia đình ông bà được cái căn nhà để có chỗ trú mưa che nắng. Cũng xin chúc sức khỏe cô cùng tất cả các anh. Rồi ok, cảm ơn bạn thợ xây rất là tuyệt vời. Công bạn lấy làm những thứ này, cả móng cả miếc cả nền cả nhức rồi. Các thứ này là có 8 triệu rồi tiền công làm cái ngôi nhà này. Đấy, và bây giờ bảo ai lên làm 8 triệu tiền công kia đấy. Thế là tổng cái ngôi nhà này là chi phí tất tần tật đến hiện tại bây giờ là có 27.265.000. Đấy, rất là tuyệt vời. Một số tiền siêu rẻ đấy, được ngôi nhà ở cho ông, cho người già như thế này là tuyệt vời rồi các bác. Cuộc sống nó chẳng sống được bao nhiêu lâu đâu. Là khi người già cuối đời cũng được hạnh phúc như này cũng là vui. Ai cũng phải có đến tuổi già. Thắng cũng phải già, anh Cường rồi cũng phải già, ông thợ xây này rồi cũng phải già đúng không? Mình miễn sao là thôi, lúc già cảm thấy mà nhắm mắt là nó vui vẻ là được đúng không? Nhắm mắt mà nó cũng không được vui vẻ thì cuộc đời nó cũng phí hoài. Căn nhà ấm áp như mùa đông mà cũng sợ lạnh. Ừ, ok rồi. Nên là nhiều bác là xem video là các bác cũng hiểu một phần. Đấy, là với cái số tiền hạn hẹp là chi tiêu nó đúng. Chứ cũng Thắng cũng muốn là có cái này, có thêm cái này, cũng có muốn là lát gạch hoa, cũng có muốn lăn sơn, cũng có cái này cái kia đấy. Nhưng mà với người già thì bây giờ họ chỉ cần như này, những cái điều kiện sau này có tiền thôi thì để mua cho đồ ăn đồ uống, nhưng hiện giờ thì không có tiền ăn nữa, hết rồi. Đấy. À, chỉ còn ít tiền thì hôm nay Thắng mua 2 con gà kia đã là 700.000 rồi. Đấy. Gà mua ở chỗ đầu thôn Lùng Trang này, của một cái nhà người ta nuôi, là Thắng đã mua 2 con gà đấy đã hết 700.000. Mà số tiền hôm trước thì cô Võ Thành Công mới có chuyển để mua tiền ăn tiền giúp cho ông cụ thì Thắng cũng đã đưa 1 triệu rồi, Thắng chỉ giữ lại 1.5 triệu thôi. Nay lại mua ít gà, 2 con gà thôi để gia đình gọi là làm tí cho nó vui vẻ. Đấy, thế là hết. Đó. Mấy hôm nữa vào thì mua ít gạo, ít đồ ăn nữa là thôi. Nhá. Thế rồi chào các bác các cô. Các bác có thể hiểu được cho là cái việc mà Thắng đang làm đây là cũng rất mong rằng là ông bà cụ vui vẻ. Nhưng mà ông bà cụ thì ở đây thì quá là vui vẻ rồi. Đấy, các bác thì cũng hoan hỉ xem video cũng để hiểu được là với cái số tiền như vậy thì Thắng cũng đã cố gắng hết sức, chứ cũng không phải là thế này thế kia đâu. Đó, cũng muốn đẹp như kênh này kênh kia đấy, nhưng mà cái số tiền nó có như vậy, có như nào chúng ta làm như vậy tùy cơ ứng biến. Mới cả bây giờ như người già như này thì họ chỉ cần chắc mái cứng nền thôi, gọi là đủ thôi.
không là phải to tát nó ghê gớm quá làm gì cả. Nếu sau này có ai nữa thì cho ít nữa thì láng nốt cái này đi cho nó xong thôi là ổn rồi. Đấy. Và bây giờ thì sẽ nghỉ ngơi để chờ Tài nó lắp nốt điện về, đóng nốt cái điện vào đây, công an anh lắp cho cái bảng điện đây nữa, xong là sẽ cho cái bữa cơm với cả ông bà cho nó vui vẻ. À đấy, lúc nãy bảo nó mua là mua cả cái giá đây nữa để cho cái ấy nữa mà, để bát đũa. Cứng quá à? Điện cho ông Tài bảo mua cho cái đinh bê tông. Điện nó. À. Bảo mua cái đinh bê tông dài dài cho anh đinh 5 phân đấy. Bảo nó mua lấy chục cái vào. À mua mấy cái vào mà. Hôm qua ông bảo là mua để đóng cho ông căng màn nữa. À, mua bảo mua một lạng. Bảo chưa? Ừ. Thế cái thẻ khám bệnh cái nhà bên này là liệu có được chế độ chưa? Làm hết rồi. Được rồi à? Anh làm cả hai người được hết rồi. Hai người được chế độ à? Bây từ tháng nào nhận? Bây giờ là từ tháng tư nó nói. Thế à? Ừ, anh lấy cả thuốc về cho gia đình rồi. Thế à? Cả cái sổ anh lấy về cho hết gia đình rồi. À. Bây giờ đi lấy 6 tháng. Thì 6 tháng gì? 6 tháng cái tiền tới đi lấy 6 tháng xong rồi mình mới đi làm cái chế độ cho hai bà đấy là một tháng nhận cái tiền hàng tháng ấy. Ừ. Đấy là qua 6 tháng thì mới được xét. À. Đấy. Nhưng mà được rồi gì? Bây giờ là được tất cả là được cấp phát thuốc miễn phí hết rồi. Thế à? Là ngon nhẹ. Đấy. Cứ tháng đến tháng này đi lấy thôi. À. Đấy. Thế là cảm ơn cô Võ Thành Công quá gì nữa. Bây giờ là êm rồi. Đấy. Sau là qua đến 6 tháng là Cường sẽ đi tiếp tục đi làm cái chế độ cho hai bà. À. Là xong. Ừ. Đấy. Là như thế. Đấy, thế là được chế độ, thế là tuyệt vời rồi, quan tâm đến người dân. Mấy cả cái chế độ này nó cũng có ảnh hưởng gì đến cá nhân một ai đâu. Thế này là thôi, người ta có như thế thì mình làm được hỗ trợ họ thế. Thì họ được nhận như đúng không? Bệnh thật chứ không có phải là ông Cường hàng tháng ông phải bỏ tiền ra đâu. Đúng không? Cấp ủy chính quyền địa phương hàng tháng cũng phải đâu, đúng không? Nên là mình cứ làm được cái gì cho họ, nên là người dân nên là họ sướng, họ thích. Ví dụ như ông bà này bây giờ cũng được hỗ trợ này, người già này, an sinh xã hội này. Quá tuyệt vời luôn. Tức là hai bà kia là đều được cô Võ Thành Công giúp tiền để đi khám đi ấy, có cái sự hỗ trợ của Tất Thắng chút nữa là cho anh Sự taxi dù vào làm trở ra, rồi là hỗ trợ thêm gia đình đấy, cái nhà này này sau này phải hỗ trợ thêm 1 triệu. Thắng phải cho thêm 1 triệu để tiền ăn cho cái người ra trông, đúng không? Bây giờ là vì là thế, bà này thì cũng là bệnh này, chính bệnh. Bệnh không chữa được. Không chữa được. Thôi thế mới nhận trợ cấp chứ. Cả cái bà chồng kia hôm qua vào thăm. Ừ. Không thế thôi. Cũng vẫn ngã lăn à? Ngã thôi. À, rau gì đây? Dâu này tế kinh không biết đâu. À. Hôm qua vừa đi lấy ở trên kia. Dâu rừng đấy à? Vâng. Ờ. Dâu này có tác dụng gì? Bổ thận. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Cái này là tí nữa nấu gà sướng lắm. Thế à? Sao sao lòng gà? Không. Hả? Tí mình luộc gà xong cho vào luôn. Thế à? Sao nhà vệ sinh làm sao? Vuông luôn này. Vuông luôn thì bây giờ nó lại chiếm đất chỗ này. À, oánh chéo kia gì? Yeah. À đấy, như này là được rồi. Để cái sân này nó rộng tí đấy, chế biến chứ. Để cho cái đất ở đằng sau nó thu, để cho đằng trước nó rộng ấy. Nếu mà làm theo cái đây em căn cước đây rồi gì? Đấy. Đây theo kích thước đấy đấy à? Vâng. Rộng quá, cái chỗ này đang nhà vệ sinh sang ra ngoài này nó bé hơn tí. Không, cái này đang đào cái bể phốt thôi mà mình đặt nắp lên mình thu vào. Nhà tắm là vào trong giáp bếp này nhá, còn nhà vệ sinh thì cho ra ngoài nhá. Nhà vệ sinh ở đây không? Cái này là cái bể phốt ở dưới. À. Mai kia đặt nắp lên. Còn đây là nhà tắm.
Ở nhiều bác này còn bảo là nhà vệ sinh là không được gần bếp này nọ, cũng phong thủy phong kiến. Hồi già rồi, thằng nói thật với các bác là hôm nọ thì xem hướng này, phong thủy phong kiến này, thực ra nói cho các bác vui thôi. Nhưng còn 93 tuổi rồi còn phong thủy cái gì nữa, làm nào nó tiện thôi, còn phong phong mới thủy gì nữa, đúng không? Thôi cái này là nhà tắm, bên này sang nhà vệ sinh. Thắng còn thích đặt nhà vệ sinh ấy, đi ra đêm nữa đâu đi gần này, đúng không? Đặt nhà vệ sinh bên kia nó tiện hơn. Thế đây trong là nhà tắm nhá. Ok rồi. Đấy, xem để xem mà nếu mà ấy nữa là đổ được cái hết cái sân này mới cả cái ra đây nữa. Chắc cũng phải mất khoảng tấn xi nhỉ? Tấn xi 1,2 triệu, cát sỏi khoảng 1 triệu nữa à? Triệu nữa là khoảng tầm, thế là đổ được hết cái này là khoảng tầm độ 2 triệu nữa. Công đổ khoảng 3 triệu, cứ khoảng 3 triệu là đổ được xong hết cái sân này, hè này ra đây nữa. Đấy. Còn cái việc nhà tắm với cả cái téc nước ấy là chị anh Nguyễn là chị đã gửi là 8 triệu rồi. Có bù không đáng kể, bù 1,8 triệu. Vừa ngại tính sơ. Rồi thắng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhá. Đã thanh toán xong còn mỗi tiền cửa chính này nữa thôi. Đấy. Nhà cửa như thế là được rồi ông bà. Ở này là an toàn rồi.